Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với Xe 2 Giờ để biết thông tin về giá xe, tổng nấm bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia K3 bản 1.6 bản Premium ạ Vậy thì chiếc xe Kia K3 bản 1.6 bản Premium này khi mà sang cuối tháng 5 đầu tháng 6 này đang có chương trình khuyến mại như nào? Tìm phép giới thiệu cho nhiều một cách chi tiết cụ thể ạ còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 2 tư giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tàu nón bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miếng của chiếc xe này đang là 669 triệu ạ Khi mô dụng các chương trình khuyến mại Cuối tháng 5 đầu tháng 6 này Năm ấy nội giờ đang là 723 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 204 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 698 triệu. Trả góp thì đang là 179 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 716 triệu. Trả góp thì đang là 198 triệu ạ. con nên một giá tốt hơn, hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao? Chi tiết bánh như nào thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m640, rộng là 1m80, còn cao là 1m450 ạ. Về chiều dài cơ sở dài đang là 2m70, còn khoảng sáng gầm xe đang là 15cm nhá. Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cụm đèn phía trước này Cụm đèn phía trước chiếc xe này sử dụng là đèn full LED nhé Cả đèn cốt đấy, đèn va đấy ạ Đó, con này đèn gầm này Đèn gầm nó sử dụng là đèn LED đấy ạ Còn bản Luxury và bản số sàn nó sử dụng là đèn halogen dạng projector thôi Còn bản này sẽ dùng đèn full LED nhé Logo là logo uh, dạng mới của dòng Kia rồi đấy ạ Đó, Mặt lưới ca lăng thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Kia mặt lưới ca lăng nhìn rất là thể thao, sang trọng và mạnh mẽ đấy ạ đó. Đây, đây đèn gầm là sử dụng đèn led nhá. Các tính năng an toàn về phần đầu xe có cảm biến góc trước bốn mắt này. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần sườn xe. Phần sườn xe của chiếc xe này thì về về phần bánh xe, bánh xe sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành của nó sẽ vành 17 inch cho cả ba phiên bản ạ. Phanh đĩa cho cả bốn bánh và có thêm cả cảm biến số lốp ạ. Có đây giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu gương chiếu hậu của bản premium này thì gương chiếu hậu cùng màu thân xe thích hợp sinh sinh nha trên gương ạ có chỉnh điện và gặp điện ạ tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa nha đấy bánh xe sau ạ giống như bánh đầu tiên đấy ạ Đó. về phần sườn xe thì nó sẽ có thanh nạp chrome ở phần chân kính trên và dưới giúp cho phần sườn xe rất là sang trọng ạ phần đuôi xe thì dập nổi rất là nhiều cụm đèn phía sau cũng được sử dụng là đèn led nhá và tính an toàn về phần đuôi xe có cả ứng lùi và camera lùi ạ còn đây giới thiệu cho anh em về nội uh, thất này Nội thất của chiếc xe này thì sẽ là nội thất màu màu đỏ kết hợp với màu đen ạ, à. bên cánh cửa cũng như vậy ạ. À. Màu đỏ kết hợp màu đen nhé, tạo ra không gian nội thất bên trong nhìn nó chắc chắn rất là chắc chắn là sẽ là sang trọng, thể thao và mạnh mẽ. Đó. Màn hình có sẵn màn hình cảm ứng 10.24 inch ạ. À. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ạ. À. Hộp số là hộp số tự động 6 cấp nhá. Đó. Phanh tay của này vẫn sử dụng phanh cơ thôi, không như là mình anh em mong muốn mà phanh điện nó sử dụng phanh cơ nhá. Cốp phụ khá là rộng đấy ạ. À để chân này Rất là rộng rãi luôn nha Ok, rồi sang bên hàng ghế thứ hai này Hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên Là ghế màu đen và cái hợp màu đỏ à. Bên cánh cửa thì không gian của nó cũng như vậy nha Đó Hàng ghế thứ hai thì có tích hợp thêm Đó chính là thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai đi ạ Hàng ghế thứ hai thì gặp được 60-40 Tựa tay trung tâm Tựa tay trung tâm nha Về không gian chung của chiếc xe K3 này Thì em đánh giá rất là sang trọng đấy ạ à. Sự rất là nổi bật ạ và số tiền của nó thì rất hợp lý nhá. Ok rồi sẽ quay lại cho em về phần đuôi xe để giới thiệu cho em về cụm đèn này. Cụm đèn của chiếc xe này thì thiết kế nhìn trông nó rất là góc cạnh, giúp cho chiếc xe nhìn rất là sang trọng ạ. Về cản sau của nó đi ạ. Cản sau của nó chiếc xe này thì cũng được cách điệu rất là nhiều. đúng phong cách của dòng xe Hàn Quốc rất sang trọng và giá rất hợp lý ạ. Đây cụm đèn là đèn led nhá. Đèn led đây ạ. Đây đèn này cũng đèn led ạ. Đèn gầm đèn led này. Cản sau của nó đây. Phần đuôi xe này có sự nổi bật rất là lớn đó chính là lối lên mạch giữa hai cụm đèn đó chính là một dải đèn LED tạo ra không gian bên trong ở à bên ngoài của chiếc xe K3 này thì nó cảm giác sẽ được sang trọng hơn à, và chiếc xe cảm giác nó trường hơn, trường xe hơn đấy ạ. Ok, tiếp theo em sang phần mở cốp cho em xem chiếc cốp chiếc xe này nó có rộng không ạ. Đây, cốp của chiếc xe K3 bản Premium nhá. Đó. Cốp của chiếc xe này thì rất là rộng đấy ạ. Đây, hàng ghế thứ hai thì gặp được 60 40 nên là gặp cho anh em thể đồ, đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái luôn nhá. Đây, cốp rất rộng luôn đấy ạ. Rồi, xong bảo cho em về lốp phụ rồi nhá. Lốp phụ rất tiếc nó sử dụng là bánh sắt thôi ạ. Ở giữa này bộ đồ tháo lốp và ký lốp ạ. Ok, sẽ sang bên nội thất bên hàng ghế đầu tiên giới thiệu cho anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe K3 bản Premium nhá. Đây giới thiệu cho em về hàng ghế đầu tiên này. Bên uh, cánh cửa thì có các nút bấm như sau, nó sẽ là có Uh, điều chỉnh bốn mặt gương này lên xung kinh cho bốn cánh cửa này Đấy, khóa cửa chốt kính ạ đây về phần uh, ghế thì bên ghế lái thì chắc là sẽ là ghế chỉnh điện nhá còn đây là phía trên này đó sẽ là điều chỉnh về cường độ sáng này vô lăng sẽ là vô lăng ba chấu ạ bảng đồ tắp lô của nó thì bảng đồ tắp lô bốn inch ạ về phần vô lăng sẽ là vô lăng ba chấu ạ tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại dành tay điều chỉnh âm lượng cruise control đó chính là ga tự động ạ và ngoài ra sẽ tích hợp trên đấy sẽ là có lễ chuyển số trên vô lăng nhá. Đây bản hồ uh, hiển thị đa thông tin đây. Rất là sang trọng và thể thao đấy ạ. Đó. Còn bên này là chính là cruise control này. Nó ga tự động và rất nhiều tính an toàn. Về túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí em nhá. Có 6 túi khí đấy ạ. Có đây giới thiệu cho màn hình này. Màn hình sẽ là màn hình cảm ứng mà 10 10.24 inch đấy ạ. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Số loa thì bản này sẽ là có 6 loa nhá. Về hộp số thì chiếc xe này là hộp số tự động 6 cấp ạ. À. Trợ lực bằng điện ạ. À. Trợ lực điện luôn nhá. Đây là xấy xấy ghế bên lái bên phụ này. Đó là hộp số chiếc xe này là hộp số 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 tự động là số số thẳng nhá. bây giờ bật tắt cảm biến này. Đó. Ở đây là phần chìa khóa này, chìa khóa của chiếc xe này có mở cửa khóa cửa mở cốp để lổ từ xa. Mở cốp nhá rất tiện lợi đấy ạ chiếc xe này phiên bản này sẽ có đề lộ từ xa đấy ạ Đó. ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Kia K3 bản Premium này có gì em sẽ phép giới thiệu cho em ạ về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng an toàn tính năng an toàn của chiếc xe Kia K3 này có như sau về túi khí Bản này xe nó có 6 túi khí Bản Luxury và bản số sàn sẽ có 2 túi khí đấy nhá hệ thống cân bằng tử xe, hệ thống phanh ABS, hệ thống uh, phân bố phanh điện tử ebd hỗ trợ khởi hành dốc, cảm biến đỗ lốp, cảm biến đỗ xe, camera lùi, uh, kiểm soát hành trình. Về màu sắc xe thì chiếc xe Kia K3 bản Premium này thì nó sẽ có rất nhiều màu cho lựa chọn, như màu đỏ mình đang xem, màu trắng ngọc trai, màu bạc, màu xám, màu trắng, màu xanh nước biển và màu xanh sẫm ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia K3. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau. Như đồ Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam. Để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh hãy comment phía dưới trong nhá, để em sẽ lên cho anh em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy em đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe hay Thư giờ giàu còn xe chuyên về giá xe, tổng lốp bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này các em ạ.